Đồng chí Ngọc. Có tôi. Hướng dẫn bà con đi sơ tán. Sao huyện bà? Vâng. Bà nào mấy đứa con bé cháu trên này. Bà nào mấy đi lên cho tôi. Làm mấy nhanh nhé. Nó đánh đến rồi, bố phải ra chiến đấu đây. Nào, con khẩn trương lên, tập trung đi sơ tán theo trường. Đi con. Nào, con chóng lên lên nào, để đi chạy lên trước, chạy nhanh lên. Nào, Việt, không Việt. Được, con phải biết cô chứ. Việt, Việt lại đây đi con, lại đây đi con. Đi con, đừng sợ. Bà con khẩn trương lên. Khẩn trương lên nào, nhanh lên. Bà con ta khẩn trương lên nào, nhanh chân lên bà con. Việt, lại đi với con Việt. Còn thiếu chỗ nào không, các cháu đang thiếu đâu đủ cả chưa? Thầy Phúc ơi. Ai đấy? Khẩn trương lên, giờ còn năng khiếu với sách vở cái gì nữa. Này, cứ sơ tán lên huyện bạn là ổn. Chúng tôi sẽ chặn đứng chúng nó ở lại đây. Cũng có thể kẻ mất, người còn, chưa biết thế nào được. Đặt mọi hy vọng vào thầy. Dù hoàn cảnh xấu đến đâu, cũng cứ phải chăm nom dạy dỗ đến các cháu. Đừng để chúng nó thất học. Vâng. Thôi, mình đi đi. Đi đi. Ê chết, cháu Việt có đánh cừ đâu nhỉ? Việt có trong này không? Không, không. Việt có ở đây không? Không. Cháu Việt có trong này không? Không có đâu ạ. Việt, Việt ơi. Thank you.
đâu biết rồi. Thầy giáo đang chờ con mà. Con không đi học đâu, con không xa bố đâu. Việt, không được như thế. Con phải nghe bố, hiểu không? Con phải đi sơ tán. Con phải sống. Con phải đi học. Như ngày bố chưa về ấy, hiểu không? Thôi đừng quấn lấy bố nữa cháu. Ngồi vào đây con. Đưa cho bố xin nào nhé. Bố đội để che đạn. Thôi, con cứ giữ lấy, bố có rồi. Bố ơi. Con. Bố đừng buồn. Hè con lại về chơi với bố mà. Con đi bố nhé. Con đi nhé. Thế là anh đã làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ, đánh giặc, giữ nước trong cuộc trường chinh hơn một phần tư thế kỷ. Bây giờ anh trở lại quê hương với làng xưa xóm cũ. Anh sẽ gặp lại những người thân đã bao năm ngóng đợi, mong chờ. Anh sẽ bắt tay xây dựng lại cuộc sống bị kẻ thù tàn phá. Ôi, quê hương, một tiếng chim kêu, một tia nắng ấm, một ngọn gió thoảng qua lay động bờ tre khóm chuối đầu làng, cũng dậy lên những niềm vui da diết thân thương trong lòng người chiến sĩ. Bố ơi, nếu được về nhà, bố nhớ đi qua lối cây đa gần trường con. Từ lớp học, con nhìn ra đường cái rất rõ. Bố cứ mặc bộ đội, đội mũ có sao, con dễ nhận ra. Bố ạ, con thích bố trở về đội mũ có sao. Bố đừng quên bố nhé.
này. Ai như là chồng cô Loan lắm. Không phải, bố thằng Vinh. Đúng rồi, đúng rồi, ai? Bác hỏi ai? Bác tên là gì? Việt. Việt đấy phải không? Sao bác biết tên cháu? Bố đây. Bố cừ đây mà. Kìa, bố đây mà, Việt. Bác... bác nói thật hay nói đùa cháu? Bố đây. Bố đã nhận được thư con. Bố đã đi qua gốc đa. Có hòm thư con dặn mà. Việt. Việt. Con. À! Bố về rồi. Bố. Bố về rồi. Con. Trước các bác ấy bảo bao giờ xong mùa các bác ấy sẽ làm lại chắc chắn bố ạ. Mời bà con hãy nghỉ tay uống chén nước nóng đã, rồi giúp đỡ cho bố con cháu nó. Nhà neo đơn. Thôi thì chăm sự là nhờ các bác tất cả đấy ạ. Bà cứ yên tâm. Bà cho phép nước nôi sau. Bây giờ ta hãng làm cái đã. Phải đấy ạ.
Bà ơi, cháu nhặt củ cho bà đun nước đây. Ừ. Cháu bà ngoan quá đấy. Kiệt ơi, cho bác con nước nào. Vâng. Đây ạ. Ngoan quá. Chú định tham gia gì trong hợp tác xã? À, chú Tư. Dạ, cái đó tùy các bác ạ. Đi đâu mà vội, cứ nghỉ ngơi củng cố nhà cửa cho đàng hoàng đã, cứ tung thắng mà làm. À, anh Cừ nhập vào tổ khai thác rừng chúng tôi rồi đấy. Nhưng cứ nghỉ ngơi ít lâu cho nó khỏe, lấy được vợ nó thì càng tốt, rồi khắc được làm. Mà này, không làm ấy à, vợ con nó đói, nó khắc thúc. À, có phải thế không hả mấy cô gánh buồn? Bác bảo thúc gì kia ạ? Thúc gì à? Thúc gì thì cứ hỏi chú Cờ cho khắc biết mà. Mũ bố cất cho, mai đi học lại đội nhé. Bố để cạnh ảnh mẹ ấy, con sẽ chỉ đội ít thôi bố ạ. Bố ơi, tường đã khô hồi chiều rồi đấy bố ạ. Bố có ngửi thấy mùi dơm mới thơm không hả bố? Có. Thế bố có phải về đơn vị nữa không? Không. Bố được giải ngũ rồi. Thế tức là bố được ở nhà với con mãi mãi à? Ừ. Thật hả bố? Bố đi những đâu mà lâu thế? Bố đi nhiều nơi lắm. Bố không nhớ nhà? Có. Bố nhớ hai mẹ con, nhớ bà ngoại, nhớ làng. Mẹ chết bố có biết không? Mãi sau bố mới biết. Con cũng vậy, con tưởng mẹ đi đâu, mãi sau bà kể con mới biết. Bà kể thế nào? Bà kể lại là... Thank you.
rồi. Ngủ đi. Ngủ đi con. Mình ơi, tôi đã về đây. Tôi sẽ nuôi con khôn lớn. Bố con tôi nương tựa vào nhau. Mình đừng lo. Tôi chỉ thương mình. Con mời bố xin cơm. Con ăn đi. Kia đây đi hả? Đợi kia một lát nhé. Vâng, cảm ơn mẹ ạ. Anh
chào bà con ạ. Chào bác rồi. Bác chú lớn quá rồi nhỉ. Vâng, chào bác ạ. Chào bác. Chào anh. Ông. Chào các cô. Chào anh. Có khỏe không? Trông anh ấy thiệt nhỉ. Hơi già một tí. Chắc là phải ngoài 40 rồi. Da ngăm đen đi nó thế đấy. Chứ làm gì đã già. Chỉ khoảng 38, 39 thôi. Anh Cường ơi, có vào tổ chăn nuôi với chúng em không? Chưa có đàn ông phế phẩm để đi băm bèo thái khoai với các em đâu. Anh vào tổ mộc với anh đây rồi. Chịu khó ế một tí các em nhá. Ế nhá. Này, ghét anh Phó Long thế. Cưa đã cụt lại còn cố cưa lấy đường nữa. Còn bé này. Ai đấy? À, Thím đấy à? Cưa cụt nên có dám cưa em bao giờ đâu hả Thím? Này, mà sao mắt em sắc thế hả Thím? Anh cưa em thì em đổ mất. Tội nghiệp em lắm anh Phó Long à. Ai chà, cái con bé này ghê gớm thật. Này, con gái ông bà đấy, cái Thím đấy. Thôi, ta tranh thủ đi làm đi bà con đây. Thôi, ta đi đi. Thôi, đi làm đây. Chết tao rồi, tao không nhớ có bài. May ra thầy không gọi đến mày. Không sợ đâu. Em Việt, lên bảng. Sao em chưa làm bài? Thưa thầy... Sao? Bạn bè không làm bài rồi. Thưa thầy... Em quên mất. Đi học mà lại quên làm bài. Mãi chơi hả? Không ạ. Học khá nên chủ quan chứ gì. Thầy không hài lòng với em như thế. Sắp thi học sinh giỏi đến nơi rồi. Tại sao thế? Thưa thầy, tại vì bố em mới về. Em nói sao? Bố em mới về à? Vâng ạ. À. Thôi được, thầy cho khất đến sáng mai nhé. Về nói với bố là thầy sẽ sang chơi. Vâng ạ. À. Nhưng thầy đừng nói với bố em. Được. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhá. Vâng ạ. Các em chú ý này. Lớp năng khiếu toán văn sẽ được chọn dự kỳ thi toàn huyện. Thầy hy vọng nhiều ở các em. Các em có quyết tâm không nào? Có. Tốt lắm. Sao sau này cũng khá đấy chứ nhỉ. Cậu giỏi lắm. Bỏ nghề đã lâu mà vẫn chưa quên mặt gỗ. Ở Trường Sơn đôi khi cũng vẫn làm. Này, giờ thì nghĩa vụ đối với đất nước đã vẹn tròn. Chỉ còn lo làm ăn, nuôi dạy con cái. Bác ạ,
Tôi chỉ mong sao cho cháu nó được học hành đến nơi đến chốn. Cậu nói như ông lão ấy. Bác không cần chăm con nhưng cũng cần lấy vợ cho vợ nó chăm sóc cái thân mình. Bác cứ nói. Này, để rồi tôi nhắm cho cậu một đám thật tươm nhá. Nào, xem nào, xem nào. Nhiều, nhiều lắm cậu ạ. À. Khối đám nhá. Cứ kể nguyên dân Thái Bình cánh ta lên đây đi khai hoang. Từ dạo mà cậu nhập ngũ ấy, con gái nó lớn lên như thổi ấy. Nhớ không hết. Này, bọn đàn ông vùng mình á, giá trị chứ chẳng chơi được. Ta làm đám gỗ này xuống chứ bác. Hai mà còn cuốn lấy bố. À, cái gì đây? Chào bác đi con. Chào bác ạ. Ngoan lắm. Chào bác. À, chào anh Cư. Chào mẹ. Ừ. Ông đang làm gì đấy ạ? À, anh Cư đấy ạ. À. Ông bà có nhà không ạ? Ai đây? Ai đây? Cháu chào ông bà. Dạ, con đây ạ. Chào ông bà. Nghe tin con về mấy hôm nay, định hôm nào rỗi lại nhà mới thăm bố con mày. Ừ nhỉ, thằng Cờ đây. Đã già đi thế, vất vả lắm ư con? Anh đi cùng với thằng Thuận một đợt ấy mà. Vâng, chúng con cùng đi với nhau, nhưng lại biên chế vào hai binh chủng. Ừ, vậy hử? Vâng, về làng con mới biết tin Thuận. Truy điệu nó, làm đã được mấy năm rồi. Con vào với nó một tí. Đầu năm 69, chúng con có gặp nhau một lần, ở Khe Xanh ạ. Vậy à, tức là trước khi em nó hy sinh. Thế, nó có nói được chuyện gì với anh không? Dạ, chúng con nói chuyện tình hình quê nhà. Rồi, chúng con lại cùng đơn vị vào chiến dịch. Sau chiến thắng, con hành quân vào sâu hơn, nên không gặp Thuận nữa. Thế... anh trông nó ra sao? Có khỏe không? Hay là gầy lắm? Dạo ấy Thuận khỏe lắm.
hơn con. À. Dạ, cậu ấy lái tăng suốt cả chiến dịch ạ. Thật ư? Dạ. Lái xe tăng à? Vâng ạ. Có thế chứ. Thế mà họ lại bảo chẳng biết gì, chẳng có tin tức gì về nó. Trước khi em nó đi, nó có dặn dò gì anh thêm nữa không? Bà không có nước nôi gì cho bố con nó uống thế cơ bà? À, ông để mà con... Ấy đấy, rõ thật là... Đừng trách ông bà già lần thần con nhá. Thôi ạ, con xin phép cho cháu về. Mai thư thả con lại sang ạ. À. Cháu chào ông bà, cháu con... về. Ấy khoan! Dạ. Từ nãy đến giờ chả hỏi han gì nó cả. Mà cho cháu cái gì nhỉ? Có cái gì cho bố con mày nhỉ? À phải rồi, có cái quạt. Đây đây. Cho bố con mày về quạt cho nhau nhá. Thế cháu xin à, à còn cái này nữa. Đây, có quả lê đây, cầm lấy. Đấy, cho bố con mày thế. Đây, cầm lấy. Thế cháu xin bà. Ừ. Ừ. Về à, về nhá. Ông nhìn nó thế nào? Chứ tôi nhìn nó rõ ra là thằng Thuận nhà tao mà. Thêm đến đi con. Mẹ. Mẹ ơi mẹ, hợp tác xã chia thêm sắn cho nhà ta. Con để ở góc bếp ạ. Ừ, để đấy cho mẹ. Cảm ơn con. Này Kim này, sao mày không chấm đi? Tao thấy anh Phó Long suy mày lắm. Anh Long á? Thường quá Kim ạ. Hay hay đấy, còn đánh cà phê nữa chứ. Cứ gì anh Long suy, rồi phải tương cả làng á. Nhưng anh ấy hiền lành. Ối người hiền, bác ẩm chả hiền nhất làng à. Hơn đứt anh Phó Long đi chứ. Cái con này ác khẩu cho mày ạ. À. Già kém kẹn hom em ơi. À, thôi chết rồi. Nó chấm anh Từ chứ mày ạ. À. Ai đời mới gặp anh ấy lần đầu mà nó đã thôi miên thế này nè. Thế hả? À? Uống chén nữa đi bạn. Chú nghe tôi, lấy vợ đi, trong nhà là phải có người đàn bà. Đúng. Đúng quá chứ. Đúng đấy. Tôi chưa thể vội được các bác ạ. Ôi dảo ơi. Thôi quyết định đi, cho nó yên ấm gia đình. À, này, chú cũng phải tìm hiểu dần dần đi thì vừa chú cửa. Ừ, ông chỉ vẽ sự nào. 19 đôi 10 gì nữa mà tìm với hiểu nào. Ông định làm mối cho chú Cừ đám nào thế? À, đám nào là... hay, dễ thường làng mình ít đàn bà con gái à? Thì đã hẳn. Này nhé, cái gái với cái hằng này, thì làng trên người ta đã dặm ngõ rồi. Phải đấy bà. Còn cái con lụa ấy, nghe đâu nó đã đồng ý với anh... Cái anh cán bộ trên huyện tên là... phải. Cái thằng cán bộ thủy lợi ở trên huyện phải, ấy. Chính thế. Còn con Tâm với con Luyến thì bé tí tẹo thế này ông ơi. Nó còn bé cả ông ạ. À. Thế còn con Thim. Con Thim ở bên chăn nuôi thì các ông thấy thế nào nào hả? Người... Cái con thì mẩu ấy. Phải. À, đúng, đúng rồi. Còn cái Thim, cái Thim. Ừ. Ngay sáng mai tôi sẽ đưa chú sang bên đấy xem mặt. Phải đấy chú Cử ạ. Ông định dẫn chú Cử đi xem mặt cái con này à? Không cần. Rồi nó khác lên.
Nó đến nó dâm mặt cả ông ấy chứ. À, cái con bất chị à. À mà không không không, nó cũng hay làm lắm đấy chứ. Vâng, nó hay làm lắm. À, đấy thì được, ta cứ để đấy, ta sẽ bàn tính sau nhá. Này thôi về đi, khuya rồi. Anh về không cười nha. Vâng, tôi về chú cười nha. Vâng, bác về. Ơi chú cứ để thôi, chú cứ mặc thôi. Có thật các bác ấy định thế không hả bố? Chuyện gì thế con? Lấy vợ cho bố ấy. À, các bác ấy chỉ đùa thôi. Lấy hay không là ở như mình. Nhưng bố có lấy vợ không? Không. Bố không muốn. Thôi, ngủ đi con. Xin lỗi, tôi nằm xuống đây con. Em sang thăm nhà mới của bố con anh đây. Chóng vậy, thật là tươm tất quá. Có chuyện gì thế cô Thím? Chưa có chuyện gì đâu. Qua ngõ nhà anh, em chợt nghĩ lẩn thẩn vào xem bố con anh sống thế nào. Vậy thôi, cô Thím ạ. Mời cô Thím ra uống nước. Vâng, cứ để mặc em. Anh xây nước. Yeah. Thôi, em về đã. Nào dỗi mời anh Cường sang chơi nhà em.
khô. Việt cố giữ cho cháu khỏi nhá. Đừng quấy bố. Bố lo, bố lại buồn đấy. Vâng. Có nồi nước xong, cô đặt dưới bếp. Bảo bố xong cho nhá. Vâng. Cô về lát nữa cô lại sang. Còn đang sốt thì sẽ hỏng. Thôi, về đi, nghe bố, để kỳ thi sau nhé. Ừ, con không. Ừ. Tuyết, Tuyết, cứ để bố cống vậy nào. Đầu đèo hỏi mẹ ơi sao ấy. Quái lạ, bắt trẻ con thì khó quá thế. Thằng con nhà tôi chưa chắc đã thoát. Sao? Bài khó lắm ạ. Từ nãy đến giờ cô cậu toàn ngồi gãy lưng thế. Nè bác gãy, bác gãy. Các em chú ý, đã hết một giờ rồi đấy. Chỉ còn 15 phút, tất cả các em xem lại bài của mình đi. Được bài không con? Có. Việt gọi đi. Mấy cây? Lâu thế? Cô xem nào. Đôi cây. À, đôi cây này. Chui. Ghê quá. Đôi cây nữa. Ừ. Mấy cây? Đôi cây. Đôi cây. Ăn gì nhá? Mấy ăn nữa nhá. Cậu thua chưa? Ai gọi đây? Một cây. Một cây à? À cây đây. Ốp à cây người. Cô gọi đi. Một cây nữa đi nào. Sĩ điểu. Chui chưa? Đôi cây. Pháo đỏ. Ấy, đôi cây này cơ. Bêu bêu bêu. Không được ăn chan. Bêu bêu bêu. Thôi. Bêu bêu. Không phải vui đâu. Không phải vui đâu. Hoa. Bêu bêu. Bêu cả la. Bêu. Xin xá xin xá. Không được chị làm. Thôi. Bêu. Không được chị làm. Con trai đi đâu.
Dạ không. Khổ lắm em, cứ đi với anh là cũng sợ không nghiệp. Tối nay chúng mình lại đi khác với nhau. Ba cặp nào khác cũng gật. Cậu về trước nha. Này này, các mẹ không về còn đi đâu nữa hả? Được rồi, cứ về trước đi. Đi đâu đi, cẩn thận mà về. Bí mật đấy. Cẩn thận đến mình nhé. Rồi, về trước. Anh Cừ, cô vào nhà chơi đi. Cô Việt đâu anh? Cháu đi dự liên hoan và thi học sinh giỏi toàn huyện. Thầy trò đưa nhau đi từ mấy hôm nay. Thằng bé mới đi vắng mấy hôm mà trông anh đã ngẩn ngơ ra thế. Anh Cừ này, tình hình biên giới ngày càng căng đấy. Chúng nó khiêu khích đánh lấn sang ta nhiều nơi. Trên cho lệnh các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Bọn tôi vừa họp, cũng được nghe phổ biến. Mấy xã sát biên giới sơ tán cả rồi. Xã ta cũng phải chuẩn bị thôi anh. Thôi chết, chừng ấy chưa cơm cháo gì. Cứ lưng lửng thì chẳng muốn ăn. Có nồi cháo đặt trên bếp từ sáng vẫn để nguyên.
Ai đời lại thế, không ăn sức voi cũng nhão, huống hồ. Nào, bát đũa nhà anh đâu, em phải mó tay vào mới được. Gì cơ? Anh nghĩ sao mà cứ ở vậy mãi thế? Ngày mới về, nghĩ thương thằng bé, chẳng muốn xây dựng. Giờ thì... Giờ thì sao? Giờ thì tình hình căng thẳng thế này. Đã xác định lúc cần tôi lại ra đi. Lấy ai... sợ người ta lỡ giờ. Sao anh nghĩ lần thần thế? Anh cứ... còn chờ em nói ra nữa sao?
Sao? Con về bao giờ thế? Con nhớ bố, xuống ô tô là con đi ngay về nhà. Khá lắm. Thi có khó không con? Bình thường không khó đâu bố ạ. Thế à? Con trai bố khá quá. À bố ơi, chúng con được vào lăng viếng Bác Hồ, thăm chùa Một Cột, viện bảo tàng quân đội nữa. Thế à? Đồng ơi là đồng, xít nó con lạc. Phần thưởng của con kia kìa, con tặng lại bố chiếc khăn mặt. Đẹp nhỉ. Thế là anh đã có quà tặng cho bố rồi đấy. Chúng con sắp phải đi tập trung bố ạ. Bố biết rồi, được lên thủ đô phải gắng học cho giỏi nhé. Vâng. Trường năng khiếu là các nơi kén chọn gửi về, vinh dự lắm đấy. Nhưng con không thích lắm, hay con cứ học ở làng? Tại sao? Cái cậu này không quen sống xa nhà chứ gì, sợ thật chán cho anh. Nhưng con không muốn phải xa bố. Anh đã lớn tướng rồi còn gì. Phải gắng lên, con trai, đánh vèo một cái là xong thôi mà. Nhưng con đi xa, bố ở nhà một mình, bố buồn. Con không phải lo cho bố, con cứ yên tâm. Thôi đi ngủ đi. Bố ơi, dạo này các bác ấy không giục bố lấy vợ nữa à? Lấy hay không là ở mình. Bố lấy vợ đi, bố hỏi ai xem. Cô Thi ấy mà. Không biết thế. Anh cứ yên tâm, đi học cho giỏi. Đừng lo nghĩ gì. Thôi, ngủ đi con. Đi trước đi nhá. À, cái con nhỏ này làm mê hết cả hồn. Các cụ đi chợ sớm thế? Đi gác hả? Vâng. Mẹ à? Hả? Con buồn ngủ quá. Mẹ ơi. Mẹ à? Hả? Mẹ đi chợ mua giùm cho con mảnh vải hoa đẹp nhất chợ nhé. Vải đẹp nhất chợ à? Vâng. Để làm gì? Con may áo. Mày trêu mé hử? Không. Mai con... Cưới hả? Mẹ sẽ mua mừng con nhá. Mẹ nhớ nhá, chiều con về.
Chị Ngọc. Có tôi. Hướng dẫn bà con đi sơ tán. Sang bên bà. Vâng. Bà nào mấy đứa con bé cháu trên này. Bà nào mấy đi đây cho tôi. Làm mấy nhanh nhanh. Dậy đi con. Nào, nhanh lên anh em. Nhanh lên chứ. Dậy đi con. Gì thế bố? Giặc Trung Quốc nó đánh đến rồi. Bố phải ra chiến đấu đây. Nào, con khẩn trương lên. Tập trung đi sơ tán theo trường. Đi con. Nào, con cháu nhanh lên nào. Để đi nhanh lên chứ. Chạy nhanh bố lên. Con đi nào, Việt, Việt. Không được, con phải giết cô chứ. Việt, Việt, lại đây đi con. Phải đây đi con. Đi con, đừng sợ. Bà con khẩn trương lên. Khẩn trương lên nào. Nhanh lên. Bà con ta khẩn trương lên nào. Nhanh chân lên bà con. Ôi! Ôi! Bố đâu rồi? Ôi! Bố đâu rồi? Ôi! Việt! Việt! Việt ơi! Việt! Lại đi với con Việt! Còn thiếu chỗ nào không? Các cháu đang thiếu đâu đủ cả chưa? Thầy Phúc ơi! Ai đấy? Khẩn trương lên, giờ còn đang thiếu với sách vở cái gì nữa? Này! Cứ sơ tán lên huyện bạn là ổn. Chúng tôi sẽ chặn đứng chúng nó ở lại đây. Cũng có thể kẻ mất người còn, chưa biết thế nào được. Đặt mọi hy vọng vào thầy. Dù hoàn cảnh xấu đến đâu cũng cứ phải chăm nom dạy dỗ đến các cháu. Đừng để chúng nó thất học. Vâng. Thôi, anh đi đi. Đi đi. Ê chết, cháu Việt con anh Cừ đâu nhỉ? Việt có trong này không? Việt có ở đây không? Không ạ. Cháu Việt có trong này không? Không có đâu ạ. Việt! Việt ơi! Thank you.
biết rồi. Thầy giáo đang chờ con mà. Con không đi học đâu. Con không xa bố đâu. Việt, không được như thế. Con phải nghe bố, hiểu không? Con phải đi sơ tán. Con phải sống. Con phải đi học. Như ngày bố chưa về ấy, hiểu không? Thôi đừng quấn lấy bố nữa cháu. Ngồi vào đây con. Để cho bố xin nào nhé. Bố đội để che đạn. Thôi, con cứ giữ lấy, bố có rồi. Bố ơi. Con. Bố đừng buồn. Hè con lại về chơi với bố mà. Con đi bố nhé. Con đi nhé. Con nha.